Hello friend. Giờ anh em mình đang để phà nha mọi người. Bánh đò với bánh phà nữa. Ôi nấy. Anh em mình đang để chiếc phà nè. Để đường cho người ta chạy lên chứ. Đậu bên phải thôi, đường bên đây người ta chạy lên á. Hôm nay là anh em mình có một cái buổi đi tập ở trên Bảy Thành nha mọi người, đi lên gặp anh em cho anh đi tập. Thì đây là anh Thái nha mọi người. Thì bạn này ổng nhắn tin Facebook cho mình rồi kêu anh em mình lên đá banh nè. Đây. Chào mọi người cái. Hello mọi người. Dạ đội của mình là đội nào bộ? Thì nói chung là này là nguyên đội mình luôn á. Không có đá kèo. Này là đội mình hết luôn hả? Cái này bên này đã tập. Này là đội mình hết luôn không? Này là đội mình hết. Căng à, căng dữ à. Đội mình nhiều à. Hôm nay danh được hôm nay danh được xin về xin về buổi chiều nha mọi người. Rồi hồi về. Mới là tính lương là bắt đầu về với tem là được rồi. Ngày mai hả? Ngày mai là về hả? Hết ngày mai là về đó mọi người. Lương ở đây nhắn hàng. Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thành Thái TV nha. Nãy giờ mình lo chạy xe mình quên chào mọi người. Thì ngày mai Danh với Phúc Mèo sẽ đi về. Hôm nay Danh được xin nghỉ buổi chiều thì bây giờ anh em mình sẽ vô tập với lại đội này để ngày 30 tháng 4 anh em mình sẽ lên đây đá giải. Chỉ có mình với Danh với anh Ba với Dẹo thôi nha mọi người. 4 người à, chỉ được vô 4 người thôi. Toàn thì bữa nay nó mới đi đám cưới về nó hơi sỉnh xíu mọi người thông cảm nha. Đập gì đây? Thú rồi mày ra luôn trời. Ok. Thì bây giờ anh em mình sẽ vô tập luyện với anh em chổng nha. Cái gì vậy? Vậy luôn hả? Con quay gì đâu? Con quay nữa cái nhân giờ ra cái tiệm quán cơm ngoài này nè. Cơm từ thiện hả chú? Dạ. Nó vừa anh em đó tốt. Anh con đưa lên mấy cái nhà tụi đi trước à? À, nước ngoài ở trong nước thì anh ta chia sẻ tiếp. Dạ dạ. Để con quay thằng này trước á. Mày làm gì mày lên đây mày quay tao đá banh mà mày nằm mày ngủ. Mày đá tao có đá đâu. Mày vô mày quay vô tao đá vô mày ngậm đây hỏi cái banh này là xúc vô cái lưới này ra ngoặt mày đó. Kệ đi. Sỉnh rồi, đám cưới sáng sỉnh rồi. À, đây là dạng Miner nè. Miner đi theo coi đá banh nè. Trời ơi. Đấy, lộn Miner heo. Kêu lên đây cô cũng có gì chơi chứ. Bữa nay mình kêu chị Ngân lên tính qua bánh quay cái hồ bơi mọi người. Cho chị Ngân với Hằng đi tắm hồ bơi. Mà đóng cửa rồi, xung quá. Chắc mình nhảy xong luôn á hả? Nhảy xong tắm. Anh Ba với Danh rồi vô, để mình vô luôn nha mọi người. Tôi đội nào? Tôi đội nào? Bên đây. Anh tiền đài, tiền đâu như hồi đó vậy đó. Ok. Vô không nội? Mấy mình đá tối với lại đá sân 5 không à? Mấy anh đá sân 5 không à? À ít có đá sân 7 lắm. Mày ơi trời ơi. Vô
Ơi. Không đánh đầu được. Không đánh đầu được. Hay quá. Một trái rồi nha, hồn trái rồi nha. Tờ giáo. Hay. Trời ơi. Làm gì vậy? Tưởng chụp hình chứ. Chụp hình là chuyện gì nè. Hiện tại thì bên đây bên mình những danh đá nè, vô hai trái, bên kia vô một trái. 2-1 đó mọi người. Mệt quá. Nhìn ra ngoài mình ngồi vậy. Đá giấc tối không à, đá giấc sáng chịu không nổi mọi người. Đá trưa nắng quá chịu không nổi. Thôi tôi bà về nha bộ. Rồi về tính sao? Ok. Rồi có gì cho hay sớm nha. Sớm nhất có thể. Nếu như hai hàng với tôi không đá đâu. Ba. Ba hả? Ba ai nữa? Quăng quẹo. Quăng quẹo hả? Rồi để tôi về tôi hỏi. Nói tại vì thông báo 4 đó. 4 người. Ok. Chào mấy danh. Thôi thôi tôi đụng. 1, 2, 3. Ok mọi người, thì bây giờ anh em mình đã về tới nhà nha mọi người. Thì nói chung là bạn Thái á, nói là do là đội đủ người cho nên là chắc sẽ lấy mình với lại Danh thôi. Nhưng mà có hàng mình thì chắc anh em mình không có góp vui được rồi mọi người ơi. Tại vì anh em mình đi muốn đá chung tem cho vui mà đi 4 mà xong giờ lợi 2 bắt lại có 2 anh em mình chắc không đá rồi. Thì bây giờ để anh em mình bàn kỹ lại, nếu như có đá thì anh em mình bữa 30 tháng 4 sẽ quay cho mọi người xem nha mọi người. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video ngày hôm nay nha. Nếu thấy hay thì bấm like đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha mọi người. Thì ngày mai Danh về rồi anh em mình sẽ làm clip gì cho nó ok xíu nha mọi người. Còn bây giờ thì sao vậy anh ba? Chuyện gì thì nó cũng có định mệnh thôi. Anh ba đừng buồn nhá. Ba chỉ mấy cài mà nó mất anh ba.
Ok, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye nè. Bye bye. Danh thì giờ về ngay chỗ học rồi mọi người.